Hello, xin chào ông bà cô chú chị các bạn chờ kênh của Nguyễn Hải nha. Thì bữa nay có bốn anh em à, Lực với hai này. Đó, bữa nay anh em mình quyết định là nghỉ cho anh. Tại vì cho anh là nó sẽ nghỉ luôn. Nghỉ cho anh. Cái điều đó là đương nhiên rồi. Mà cho anh với nó quánh mình phải đâu. Thì nếu mà muốn so dịu nói đau thì anh em phải dẫn đi ăn đúng không? Bữa nay mấy bạn thấy tiền quen thuộc không? Đường quen thuộc không? Đi ra ngoài đường, đi dài, còn đường đi vô là đường Bù Đai. Cái đường là đường là nghĩa cấp xài của chúng ta là các bạn. Đi vô Bù Đai. Bị công an vợt bắt là nào ngủ mỗi 12 tiếng trong quỹ ban á. Ok, giờ mình so dịu đâu, giờ có món ăn đi mình. Cày chờ trời. Các bạn có cày chờ đâu. Alo. Alo. Đang đâu vậy? Cho xin lỗi được không? Cho anh em tôi xin lỗi đi. Được nha. Anh Cảnh à. Nãy nào vậy? Chết bả. Cố gọi điện thoại Hải Lê đó. Cảm ơn. Điện Hải đang bạn bảo à. Điện Hải cà phê. Alo Hải hả? Gì bữa nay anh với Tư Béo với Nghĩa với Lực rồi nè. Mời em qua bên Bù Đai ăn. Dẫn quà. Tròn. Đi Sài Gòn gì chứ? Ba tôi là đi Sài Gòn. Thôi nãy tôi chạy ngang nhà tôi thấy gọi hết trơn rồi chứ không có Sài Gòn gì chứ. Chạy vô nha, kêu gọi hết trơn rồi đó. Kêu đồ ăn gọi hết trơn đó, kêu đủ phận rồi đó, kêu ông Tám với ông Trùm luôn nha. Rồi. Nhớ kêu Hồng Hà Nhi với Ngô Ma Dương nha. Hồng Hà Nhi, Ngô Ma Dương, công chúa Tuyết Phiến. Giờ em điện con 7 nha mọi người. Cậu 7 nha. Cậu 5, cậu 7. Alo, cậu 7 ơi. Mình để quà cho quý đi, qua Bù Đai nè. Bố nè, mình vô trước cái đây. Qua Bù Đai nè. Hôm nay có mặt ông Hải, mày không có mặt qua đây. Có ông Tám, ông Trùm đó, mày... A few moments later. Anh đang mua là chồng qua quán tao mua qua sữa. Thằng ơi, bên đây không có đứa uống gì chờ. Ông phải sữa này có quay clip không? Tôi đi phải sữa đi coi. Phải sữa này quay clip mới được á. Tôi uống phải sữa quay clip, nhỏ đó uống gì? Gì? Uống phải sữa kìa, lấy phải sữa. Rồi đi xong khóa này dài câm họng luôn hay gì rồi? Không, ăn đi để còn làm đi chia tay đi. Wow, với mấy ông tôi nghỉ, mấy ông nghỉ chơi không đi về, tôi làm gì mấy băng bà chia tay. Ai nghỉ? Có nước rồi. Ai nghỉ đâu? Ủa, xin nghỉ không được cái gì? Xin nghỉ vài ngày không? Sao là nghỉ luôn? Anh nói nghỉ luôn. Ai nói chứ luôn đâu? Băng nè. Còn Minh đâu? Anh nói nghỉ luôn. Còn Minh đâu? Thằng Minh nó bữa nay nghỉ luôn. Nghỉ luôn bữa nay thôi. Bữa nay ta đi quay Sapa TV rồi. Chia tay hả? Ừ, nay làm từ chia tay là tại nãy anh Cảnh điện có nghe không? Bà chia tay hoài. Chứ vô đây làm gì? Mới ngồi đây làm gì? Ăn uống rồi. Ăn uống rồi, cái chính của cái chuyện này làm gì? Ăn uống. Giải quà. Chứ dạ, giải quà cho quý. Dạ, anh ta cho anh. Gọi chuyện bữa giờ là nhìn sao? Cho anh. Không đồng thanh đâu này nè, tao lao rồi nè. 1, 2, 3, cho anh. 3, 2, 1, cho anh. Để cho mình không phải cho anh không? Cái này là thục á. Còn Minh đâu? Thằng Minh đã nghỉ rồi. Minh đã nghỉ rồi. Nghỉ luôn hai bữa nay. 1 minute later. Có chuyện ra người yêu với nhau, tao muốn đi sao dữ. Kìa, đó, đủ luôn đó, vô rồi đó. Mày nói gì? Có điện. Ai điện mày? Nè, thấy cái gì không? Ba tiếng sấm nổ ra cục đá lọt xuống. Đây mày khùng. Mày như vậy? Nghỉ luôn thiệt gì nó mất máy mày. Làm tiền chia tay. Ờ vậy đi. Nó nghỉ luôn thiệt cái gì rồi nó mất máy. Minh nghỉ luôn á. Chỉ đi. Ờ Minh đi, thôi chia tay đi. Minh nghỉ luôn rồi đó. Rồi anh em mình còn nhớ được Minh nghỉ luôn đó. Điện vô sức gà. Chia tay mà. Vô sức gà ơi. Chứ giờ bây giờ Sưng nó không làm nữa. Mấy ông nghỉ làm luôn rồi. Thử đâu nghỉ làm thôi coi. Chịu làm chung người ta nói cho rồi mấy ba mấy má thì không phải dầm tại sao cho anh ta được mà tại sao nó cho như vậy kìa. Anh muốn biết tại sao mấy người mới cho anh vậy, tại vì có những cái bình luận tiêu cực trên đó đó nên muốn đem giải thích luôn, sẵn giải thích luôn hiểu không, sẵn cho luôn. Ừ. Không tin coi tự nhiên cái tròn xong bỏ tiền tốn tiền này thế nào lát chầu mới tao trả nữa nè. Ai trả? Tao trả tao nghĩ nè. Ai trả tao trả. Ở đây tao có tiền cái gì? Ừ, làm chứng nha. Bố tôi trả. Rồi, cháu nói. Bốn cái trả. Sao? Kệ bốn tao có hùng nữ hộ lộ. Nói một hồi đập bay hết luôn giờ á, mày tin không? Tao kêu thùng tay ghê đó, uống này sạch có lộn luôn. Nãy cái này chùm với Tám rồi đó. Nó biết là có người lớn thì rẻ nói chuyện với nhau. Ừ. Để biết giải thích với lại người ta. Cái gì?
gì trời. Ông nội ơi, ông nghỉ đi ông nội. Nói chuyện mà cái lòng đuôi. Qua nắng cao rồi. Nó, ý nó là bữa nay nói chung là chia tay. Thì chia tay mà. Trẻ mượn giỡn đó. Nếu mà nó không nội bảnh bây giờ tôi đè đập nó luôn. Mời chia tay. Tôi báo nó thì chia tay á. Ừ. Ừ mấy ma má ơi. Rồi sao má nó quẹo qua đây. Ba má nuôi lắm. Tụi mẹ. Trời ơi vậy chứ. Chú lại đặt mền nó với cái gì. Mình đi rồi. Mình nghĩ luôn, mình ăn mừng, mình nghĩ luôn đó. Ông tin không? Hồi tôi đèn xách cái đồ vô chắc mấy ông hết luôn vậy ta không? Đã tao đi rồi mà cứ nói hoài. Mày khé mày trả tiền đó. Có đâu mà bao tay chứ. Trời ơi, tao tính thanh toán rồi hết trơn rồi. Đó là trời. Tao trả hết trơn rồi. Tháng 8 9 triệu không lẽ cái chồng. Ai bỏ ra rồi. Tháng 8 9 triệu tốt quá. Tại tao thấy mày quánh tao hơi nhiều. Tháng 8 9 triệu bình thường đúng không? Đúng. Ê, hồi đó giờ tao mới nghe chuyện luôn. Uầy, rảnh không? Trời ơi, cảnh quay tiếp mấy cái máy chén này coi. Đó bữa nay để đám mà. Thôi đúng không? Thôi. Vô. 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 Cái này để xe sao đi vô. Trời trời. Đây, vô. 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 Đâu đây? Coi nè, anh em muốn bảy là nhà. Quay. Quay, mẹ vô chứ đâu bị khùng. Tính ra nói được. Tính ra nói được mẹ vậy luôn á. Đứng dậy. Đứng cho ngoài. Chào. Đứng lại. Rồi, cái gì vậy? Ăn đi, ăn đi. Đây đầu, đây đầu. Đường thằng vậy. Đâu? Lúc mình đó. Bao tôi lúc rồi mà chết. Còn 8 giờ mới. Ừ. Bữa nay xong mấy bài tốt dữ quay. Bài tiền, bài tiền. Gà cũng tốt lắm đằng luôn. Ngay chia tay sắp đi Đồng Nai rồi, chẳng bơm á ra ngoài khi bình sắp thẳng. Mẹ qua đây, cảnh qua đây, 20 ngồi giữa. Dạ, 20. Đúng rồi. Đây, chắc đây, mẹ qua đó lại đi, cho 20 ngồi giữa nè. Mẹ qua đó lại đi, cho 20 ngồi giữa nè. Chị qua đây, mà mất vậy. Đây, đến chỗ lớn này rồi. Đâu đây, chị qua. Nó rọt mày. Thôi, là chà buông ngồi cho đánh. Nếu mà trời mưa lớn lớn nó than cảnh ngay gan thôi. Không có tắm á. Anh em không? Ở đây nè. Giờ mấy thằng nó xuống là ở đồ chứ. Bên này còn lấy dân còn lên đưa đưa đưa. Bên này sao bóng mình bất ngờ thì quá. Chứ nay thẳng tại bữa giờ không ngày gì luôn, không biết gì luôn hả? Không biết gì đâu. Tính là bữa nay là tiệc chia tay hết chơi nguyên tem rồi đó. Đá bệnh đó. Đá rồi má. Thằng nào đâu rồi. Giả tem hết rồi. Sao ta lại hốt cái chùm bẩm gì nữa. Như là giống như là giả tem như thế nào. Rồi hốt là mặt em muốn xưng là cái gì? Nhí. Nhỏ nhỏ là em cháu đúng không? Xíu. Xíu là lòng bị lốt luôn, nhà không khỏi cần ai cũng chưa. Mày làm tao sao hơn nghi quá quay. Có ra bình thường rồi ăn đi. Đừng có chuyện gì xấu nha. Lâm. Ông Lâm nè ông chùm. Anh Lâm. Lâm. Ông mày. Ủa bác sĩ cũng giống cái cà. Ủa cũng giống luôn. Gọi cái bên nào mất. Nó quánh đi. Đi gấp gà cho, đi gấp gà cho. Lại gà tao la tao chặt cái là bay xuống hầm à. Đây, bây giờ tao khó lắm á. Giờ anh đánh chặt tôi. Chứ không phải dễ cho một bữa đâu á. Nãy giờ mấy con nói chuyện gì ông nghe không Tám? Mà mới vô tới đây mà. Rồi sao mày nói đây? Rồi nói rồi đó. Tự ông bữa giờ ông Thùm không nghe chuyện gì hết trơn. Không nghe. Con hay có biết gì đâu, có gì hả? Nó là cái bộ để đây cho bắt kênh cho con nhiều là bộ để đây cái mày đổi á. Ảnh mới tạo kênh YouTube. Ảnh mà nghĩa lực với lại béo với lại Minh về làm. Ừ. Là tem Nguyễn Hải giả. Ừ. Còn mặn cái tem riêng nó đó phải. Ừ. Vậy đang làm tiệc chia tay nè. Rồi mấy này nó nghỉ rồi nó đi giặt. Không biết tem con tên gì không? Sông Hổ quê lắm. Trong khổ 15 năm, ngủ ngủ hổ 5 thằng. Còn thằng thằng bạn lực mới đạo kênh Thumo Vlog. Xin đỏ. Vậy là cái này là bà ra cái tiệc này là tiệc chia tay đó hả? Đúng rồi. Mà bữa nay chia tay là mà, không ai buồn nha. Để nghe nè, cũng cảm ơn mấy mày đi. Mấy mày chia tay mày còn nhớ ha, hai dàm được. Đừng ngọc nhớ chờ giữ tối ngày cảm ơn. Được. Tối đi, tự đâu bỏ mày nữa không? Quýnh tới ngày mà không nhớ được. Thử nữa mày cái thôi diện bữa, cũng cảm ơn mấy bạn nhiều. Thôi giờ ông Tám ăn lai gai đi, ông Tám đi nè. Mấy mày chia tay rồi, mấy mày làm gì ăn quay? Đã đó, thằng này thì đi móc bạc à. Đi móc bạc. Sao hả, con chạy ông Tám không hổ quay. Mày tính gì làm bạc hả vậy? Anh em tao đang mặn vui với nhau, cái này tao ăn chia tay quay. Vui, vui chỗ nào? Vui chỗ nào đâu kể đây. Lại gần tao mỗi chỗ tao trả. Vô chỗ nào đâu mà mất dạy rồi mày gì mày la đâu vậy nó lớn nó lớn sao
Nghe em Tám. Ơi tóc bạc rồi đó nghe coi. Tại vì ông bố. Vô Tám ơi, vô chầm ơi. Vô. Cái gì ba ngồi chầm hổng. Tính là mua xe lên xe ngồi trên xe bia xe khách đi Sài Gòn mà tại vì kêu có lợi á. Đi đường như ngoài. Bấm đi, bấm vé đi. Bấm vé đi. Ngon không cha em chùm. Ông tính xa cái xứ thằng đi. Ở đó giờ tao bấm vô chùm. Đây 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 bút chùm chùm cho để bà đó. Chán ông Tám. Sao bữa nay mấy đứa nào dành tốt mình chơi của mình. Bữa nay con nhận nó đẹp mà tốt cho. Cho tao giật mắt coi. Giữ mày. Tao là chắc tao khỏi đi về luôn á. Ông Tám ăn ngon trứng không? Không đâu, trứng đừng lấy. Được rồi, muốn con đó rồi, muốn được rồi. Ông bị gút không? Rồi được rồi. Ông bị gút ông ăn cơm với ông Tám. Ê, bị gút có liên quan cơm hả? Ông gút ông ăn cơm. Nếu mà ông cho anh 50 ông ăn cơm thôi. Chân đó gì mày mới bắt cái sọc lù lù sớm rồi. Cái gì mà chị bệnh đập đập không? Đâu, rồi ông biết ngủ cái nữa rồi. Ông biết ngủ nè, biết ngủ luôn. Ờ nên giờ thấy gì xe. Cái vậy? Dạ. Cái la mỏi á, cái la. Đâu dữ vậy? Giờ thấy khó. Tôi thấy sai sai không? Không. Nãy giờ tao cho mặn thủ không mà gà cái nó không cho. Gà đương làm mà làm chậm quá. Này ông làm bộ nó câu giờ cái gì vậy? Ăn ăn no còn gì đâu nữa vậy? Ăn cà hủ thôi. Để đem tao không ăn gà đâu. Chẳng luôn chứ nữa. Không có ăn gà đâu. Lá bỏi. Trời ơi trời. Bởi vì hàng chi nó điện quyết liệt luôn hả? Ai ở ngoài cái. Bị đâu tại nãy nó ngủ gì tôi thấy gì cũng không. Hãy đi vô. Đang chạy xe mà đi kêu biết đi. Biết điểm thôi hết. Anh em chẳng còn làm chung nha. Giỡn thôi. Sai rồi. Chị tay vậy tao không nói chuyện mày tao nghĩ nó chuyện giống Tâm. Mày chín nó sống vậy. Chín. Ai dòm chén gà. Đồ nấy, không ăn vịt đâu nấy. Nói gì tôi nói chứ. Gỡ cái nào mới gọi trời. Sao vậy á vậy trời. Thấy nghi nghi quá à. Có gì xảy ra trên đây. Còn còn biết vụ này có cái tẹt kìa đó mà. Mày hỏi nghe đó mày dục bị gỡ bỏ luôn rồi. Cái gì mày cũng không biết luôn hả? Có biết đâu. Vậy quà. Nãy còn vô rồi mấy em vô ăn nha. Nè, độc hại gì nè. Ồ. Ý là không phải độc hại mà có vụ gì đây nè. Đâu vậy quà. Nó vẻ. Tao biết coi mà kiểu mà chặn không? Làm cái quà, ngày qua thấy có ông gùn miên này nó nói phải không có sưng nó mới chịu làm. Không có ai nói. Tám nghĩ sao? Rồi. Ai đồng nói vậy trời. Làm cái này đó hả? Không ai nói đâu. Ừ. Ý là ai hả? Con cháu mà kêu thằng này kia là sao? Ý là nó không chịu. Rồi giờ ăn mừng đi gà xong rồi vô mấy đây vô ông Tám ơi. Vô. Vô đây. Vô đây. 1 2 3 vô. Alo. Dạ, ăn con ăn đi. Dạ 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 dạ, dạ. Anh đợi em chút rồi em đi đâu đây, vậy? Ăn đó đi dạ. Ăn đi. Rồi cái tụt quần em nữa rồi. Ông ngồi vô. Ngồi. Cứ không có em không có la anh rồi rồi đợi em chút. Ăn không? Mẹ ăn không? Chị. Rồi xuống ăn hết đi vậy. Ăn đi ăn đi rồi đi. Ăn đi còn nhiều lắm. Má cùi quậy má. Ủa là chào chưa được ba này mẹ ăn không? Vậy? Đi quay quay chở ra đây chở tao ra ngoài cái tao đây chở thằng đây ra đây tao đi đâu nữa để xe để chở mày ơi đi đi ngang làm mất kia mày quên lấy đồ thì con gì vậy đi xe đi xe gì hết tao xử quên hoài cái nhà mày lấy được rồi. Máy bay đi hết trơn còn tôi hết quay ở đây một chút 5 phút cẩu lại cẩu lại điện quay ơi lại luôn nhớ nha. Ăn đi ăn đi, chân. Chân không lắm. Thả cho con ăn con. Ăn đi đó ăn đi. Phải ăn đi. Mà ăn đi nha. Để con hai mấy nó đi chứ để con từ lần nãy từ ngày này nó chuyện. Lộc ơi. Vợ gã tèm không? Thì gã hay không gã đi ra đây đi. Không gã thì ăn rồi về cho mình xử sao? Cái chuyện đây. Xin đi nè. Đâu xíu ông Tám chùm. Ừ. Vô về. Con mau quay. Đi đây. Đi đây. Đi luôn hả? Dạ. Trời đi nó nói chuyện riêng tư cởi nó. Mẫn là nắng. Vắt trả lời gì chuyện cố đích cho nó chuyện kể đi mà già biết chuyện gì của nó. Ừ. Ăn ơi ăn chết luôn rồi chồng chồng nó xe dài tính tiền rồi tính rồi tính rồi.
Không ăn đi, nào ông ăn, đã ông đang đói mà. Ông đang ăn ngon, mình đâu kêu được. Giờ mình đi trước đi. Tính tiền rồi. Tính tiền rồi. Tao đợi ông về chung. Muốn gì? Ông ơi, ông có xe mà. Tôi kêu đây làm gì? Nhắc đi đi về nè. Dạ. Đi trước đi. Tự lấy chuyện nhà. Ủa sao không về chung mà? Giờ chảnh rồi quay cái clip kia nó chi để tao không biết ta hiểu làm gì. Ừ. Không quay gì đâu. Mày quay đi, tao gọi đợi. Nói với ông trầm vụ rồi. Rồi ông muốn đăng lên hay vậy? A few moments later. Lã luôn. Cái này nó đi lo dữ rồi. Ừ, đi lâu quá. Tiền chú à. Cái gì nó coi 990 ngàn. Rồi tới công chuyện rồi. Bay ơi. Ủa gì kì vậy? Thôi đi. Thì bay như bay chứ chạy để kêu con nó thôi. Nó điện ra bắt em điện có điện cái điện không? Không có. Nào đợi chút em, điện thử coi vô không? Điện rồi. Mấy này chơi kỹ rồi. Mấy này chơi kỹ rồi. Đã nó mời mình mà. Nó nói đi ra ngoài này chút xíu tại nó vào sao ở ngoài chạy vô có gặp nó không? Hay bay chưa nói rồi á. Ông gặp phải không? Vậy đâu không gặp đúng không? Điện nó đi ông Tận. Mang để điện thử coi. Con điện kêu mình vô đây ăn mà. Điện ơi có ra là bắt máy không? À, điện nữa coi. Kỳ vậy? Cho mà mày nghĩ sao vậy? Cho Hải hả? Mà không được luôn hả? Được rồi. Kỹ trời. Mày chơi kỹ quá. Mày hãng chơi mình sao? Chơi kỹ mà nó kêu chú Duy Liên rồi ăn rồi. Còn tiền này ai trả trời? Này mình thiếu không? Dạ không. Dịch mẹ. Mày rửa chén 1 tháng thôi gì đâu. Là tất nhiên là mình phải trả cái tiền này, mình không có tiền trả là mình rửa chén 1 tháng. Chết mẹ rồi sao mà rửa nổi. Gì? 900 mấy đó. Mấy cái này cho nhặt theo quay. Không, mày nói coi. Điện nữa rồi. Mấy này cho kỳ ta. Mình tưởng đâu nó tốt tốt rồi nó mới khen cho nó đây tốt chứ mình quá. Điện vô đây rộng nó kêu mình bao khô chết mẹ rồi cái này. Mấy này chơi gì đâu được rồi. Không có được rồi. Tụi giờ tính sao vậy ta? Rồi sao anh? Giờ cho anh Thiếu đi. Giờ cho anh Thiếu đi. Anh Thiếu đi rồi bữa nay anh trả đâu. Không cho Thiếu rồi. Dễ gì chỗ quán lạ mà sao mà Thiếu được. Nãy giờ không có vô đây lần nào không? Đâu có đâu. Nó mới điện cho vô đây chơi lần này á. Nói này cho kỹ từ. Tiền đâu mà không trả ta, ông mang theo không? Trời ơi, có cách nào đâu. Đã nó điện vô đây ăn uống rồi thôi, mình biết nó bao rồi. Mà đâu có ngỡ vô mấy đứa nãy chơi cả này quay. Thôi giờ mình đi rồi biết sao rồi. Ừ. Rồi tính. Thôi để chú đi ra ngoài đường này coi có gặp nó không á. Chứ bây giờ ở đây thì nói chuyện hoài cũng vậy thôi à. Ăn uống hết vô luôn rồi. Ừ. Tầm luôn, mấy đứa chơi thì tầm luôn á. Mấy nãy chơi hết biết luôn trời. Chân này kỳ quá rồi. Đã điện mình vô, bị trả vô, bây giờ nó bắt mình tính tiền rồi nó cái kẹo bạc là tiền nó mà tết. Ăn uống mà mấy anh không có tiền trả, giờ tụi anh rửa chén cần tiền chứ làm sao vậy? Rửa này hả? À? Ừ. Mấy thằng này thì tình mới cái chơi đau luôn á. Bây giờ mấy anh đang chơi mà đi rồi, ví dụ nó điện mình thì nó ở đi nó trả tiền rồi nó đi nó bắt ngang rồi đi về gì bắt mình làm gì tự nào giờ mới có rửa cái này đâu. Giờ mẹ này đứng đây cãi nó được. Giờ đi chơi nào mấy ông rửa xong rồi mang tay đi lại chụp về đi đi về. Điện nó rồi nó để thuê bao nữa. Điện không được. Rồi có làm ăn này không? Mang rửa luôn hả? Thôi khỏi đi. Đó tùy theo anh. Khỏi đi. Qua mai rửa đi qua vô này mang có đúng quy định của người ta. Đâu không có mang đâu. Chơi cỡ này ăn lên á. Mà chơi này thấy nó nhọc tiếng mày. Nghe điện nghe ống cũng gì nữa. Mày đứa thở tạo gì mày á, mày đứa thở tạo gì. Nghe điện ở đầu mày dũng luôn đi à. Nói rồi giờ ăn nó ăn ngon miệng còn thiên ngon nữa. Mày nói mấy thằng này mà nó tốt nữa chứ. Đó tốt là bây giờ bắt đầu đi rửa chén nè. Tốt, vô. Rồi ăn khen ngon thì ngon, cái đường nào đâu ngon ông nội tôi á.
Nãy giờ tao mới thấy cảnh này á. Nãy giờ tao mới thấy cảnh này á. Rửa đi ông, rửa bể cái là ông thường rồi, ông thường cái đó. Rồi mình có chán gì chừng nào mới được đi về. Thì rửa chừng nào mà có đủ tiền có người ta làm chụp thì mấy anh mới về. Rồi chừng nào mới đủ tiền? Để chừng nào đủ tiền trời. Chơi cái này chừng nào mới đủ tiền thôi. Nào giờ có tin có bằng chị biết thương mọi người ai thiếu nợ khổ giống như ông tôi cố gắng nhiều quá nghe anh nghe rồi để anh rửa cho em rửa đây ở đó nó nhiều hoài chưa đeo hai vòi nữa nè rửa hết này cho về nha rửa hết này nè ba ngày nữa rửa chưa hết. Ăn cười hết hả quá. Bây giờ nó sẽ chặn như này rồi sao đây. Cái này thì mình nghe trời đấy. Mấy người này đi về ngoài nó gặp nó biết. Ông còn khen ông nó vô được cái kèo kèo thơm nữa. Vậy vô đó nó tài cho ba cái thịt ăn đã nó nhẹ luôn à. Nào ớt, nào gà, vịt ông nó tự ăn đi. Chứ con cháu nó bao. Mày còn nói bữa nay mấy ngày tốt rồi này kia đó. Nè ông nè, bữa nay tốt nè, ăn ba cái chén đi. Bữa này gì rồi, là sao đây? Để rửa đi. Tức thiệt tình luôn á. Rồi bây giờ có làm sao mà kêu cái vô đây nè. Rồi điện nó thấy bao rồi sao mà... Đúng đấy. Bây giờ xe ra nó chạy ngang rồi, phải ấy mình kêu nhắn mua xe ngay đâu mình nhắn sẵn giàu. Đời công nhân bắt công đêm đêm con toàn khóc trong lòng. Vì làm xiên không xiên họ cũng vẫn chửi con trên miền. Tiền mồ hôi kiếm ra ôi sao nghiệt ngã qua mẹ à. Chẳng hề đơn giản như đưa tay xin gió tin mẹ cha. Mẹ ơi con nhớ quê con đây rất muốn quay trở về. Về tha ăn cá kho không lo không thấy ai cười chê. Chẳng mê chi ước mơ công danh ở những nơi họa lệ. Mà sống thân phải luôn cô đơn lẻ bóng nơi làng quê. Ngon rồi. Ông còn khen nó có quán này, cậu con nhận quán của bạn nó ok đi. Ngon đó. Bây giờ sao đây, giờ điểm đi, thằng nào cũng đi bao hết trơn. Điểm cái bao không á. Dạ có, thấy mình ăn nghỉ, quán này cho mình về, nó chứ không có này đâu quá. Không có ai đây, mình trốn về, nhanh nghỉ, cho mình về. Ở đây có văn thông, chúng ta nhìn thấy rồi, không có đường nào đâu mà không trốn được. Trốn, không biết trốn đường nào luôn nè. Không đi như này xe nó lấy đi luôn rồi. Hả? Xe nó chạy đi luôn rồi đường nào đi? Chạy đi vẫn vậy. Thôi rửa đi em nội ơi. Còn thấy rằng gà với ếch không có ngon cái nào nữa. Đường nào nó ngon. Ngon gà nước mắt á. Này bạn học ở trong, bạn học này là bạn học chân đời mình á. Vừa nay là vừa nay lâu kiếm cơm ăn. Cái thói này ngủ không đi đâu nữa trơn á. Cái này á, mấy đứa này đừng có hòng mà nó điện cái gì nữa trơn. Điện cũng không có ai mà đi theo nó đâu. Mày nghe nó điện cái này ham lắm. Có ăn điện cái mày chạy kiếm tao liền. Có ăn mà nó nói bữa nay vô đi, bữa nay con bao với mong có đồ ăn nè, ăn ngon nè. Đây nè, ngon nè, ăn ba cái chén ngon nè. Ớt xào cái tóc kiểu tóc gì nó ôm đùm ra cho. Rồi gà nữa. Cái vô cũng có hẹn gì. Ăn rồi kiếm chuyện là bộ nó nói người này để người kia đi coi cũng chuyện luôn bí sân hải cũng vậy chơi vậy mà nghĩ là cái con tình với thằng hải hai đứa này nó không nghĩ tình cha con chứ không phải chơi cái kiểu này nhục nhã này chứ ra chiếc trường rồi thằng nào như thằng ấy nó nói vậy đó rồi nó không lo không đỡ với nó mấy cái này ngoài tội lắm mày nó phải ra khỏi nhà chứ không cho trong nhà tôi nói tôi về đừng cho thằng nào ông nào bất cứ thằng nào cũng cho tôi gặp mặt ngồi ăn đi ăn rồi giờ rửa từ cái chén là nào giờ không rửa cho này không có đâu có ở nhà ăn còn không rửa nữa rửa sạch trên ra rửa sạch trên chúng quanh đó tiệm này nó khó lắm đó. Vậy đâu giữa thằng rửa nó biết như nào rồi đi tại giờ nó được về già đi rồi rửa gì coi chừng nào được đi về nhà đó nó không nổi con gái rửa đi biết sao giờ hồi đặt một đống luôn à còn một đống chén. Cuộc đời này có mấy ai ngồi không xây nên bạc vàng bao phòng và bao tám tuổi.
tôi nhục nắng cay thân làm thuê. Nhiều lần đã khóc mà đời có thấu, dòng đời thì vẫn trôi vô tình như thế. Chơi kiểu này gì là hết biết đường cái này luôn mày. Đồng đảng không? Nghe nhạc đại mày. Tôi giận nó mà giỡn nó mạnh vậy. Giống người ta luôn. Không thiệt á. Cái gì vậy đây? Dậy. Quá. Cái gì mà dậy? Đó là bây kêu tôi ăn đã rồi bây giờ. Vậy. Quá đã rồi. Đi đơn chuyện mà, có đâu đâu nhà mà. Rồi trốn giờ máy bay đâu vậy? Ở nhà mà giờ nó vô tới tiền nhưng không có tiền trả để bắt cái này là phải bắt gì bây giờ làm cho mày nhìn thấy vô vô quỷ chết rồi cái nhé nè. Chồng làm. Chồng làm đó. Ra quậy nữa rồi. Đây là nó tự nhiên chứ tao không có nó nói đâu đó. Chồng làm chắc đền đúng quá. Phải hết chủ quán là tao đụng tới cái này tao biết cái này gì tao đụng. Quá đã rồi. Ăn coi như ăn con một con ớt một à. Làm mấy người gọi tiền luôn chứ mất của chế nha. Ăn hết trơn gà. Ăn hết trơn gà của ta luôn. Gà 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 không có sữa chủ tao đi. Tiền rồi mà. Tiền rồi nên. Sao vậy? Trong tính tiền mà con tiền rồi con vậy. Tại vì nãy thấy con chén vô nè, kêu quỷ vô mà, kêu quỷ vô. Chút cảm. Làm từ sớm giờ giữa ba cái chén luôn à. Trời đó lên á. Lúc bay chọn gì mà bay đi chơi nào. Trời ơi, ca rồi. Nó bây giờ bắt chú quán bay gì vậy? Bay trình thấy bay thấy người bay có vuông chỗ nào không? Đó rồi, thì nó vuông xuống nó rồi. Không tiêu rồi. Đâu có cái này đâu. Có đâu, nó chạy trốn rồi. Trong cái lu nước á. Trong cái lu nước á. Không có đâu. Trong cái bồn không chùm, trong cái bồn không chùm. Nắm đầu ra đây kìa. Trong cái bồn bắt mẹ chứ rồi. Anh yêu, anh yêu. Anh yêu. Anh yêu. Đi vô cái đầu mày á. Dở con đó bên kia suối á. Cái này rồi bà chạy suối. Cái này nè. Ngại á. Tại vì nãy con cũng biết đâu con qua nè. Nó nói là giờ mình nói gì đi để cho ông bớt giận. Giữ mày làm nè. Mấy lần cho nông mà tặng mày xuống không? Trời, có hết cái mày làm á. Nên mày nhớ mày về đừng cho tao không nào tao mặt nào cho nha. Mới nè. Kêu đi ăn đã, giờ tao không tống kén á. Mày khỏi mày chừng nào mới được về về, về nhà thôi. Sáu rửa chiều. Tao bây giờ về mày về trễ cái vợ tao đánh tao khỏi nhà luôn á. Thôi mà, lên xe đi về đi. Sớm đây đừng đuổi tao ăn uống nữa. Rồi, mấy cái này chung xuống với này. Ôi, tao con đâu kêu, kêu hả chứ mấy ông mà. Ôi trời, bỏ đây. Bữa nay rửa chén quá đã rồi. Quá đã rồi. Cho anh em mình xin kết thúc video đây các bạn. Má trời ơi, đây để một lao đăng ký kênh cho anh em nha.